Sáng ngày 14 tháng 9, nhiều người nước ngoài tập trung ở nhiều tuyến phố, vườn hoa ở trung tâm Hà Nội. Họ mang theo găng tay bảo hộ, phối hợp cùng lực lượng chức năng cắt cành, dọn dẹp cây đổ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, hoạt động trên là sự phối hợp của quận đoàn Hoàn Kiếm và một công ty kết nối du lịch. Những người nước ngoài trên bao gồm những người định cư tại thành phố và cả các du khách quốc tế. Johnny Harris đã sinh sống ở Hà Nội 11 năm cho biết anh cùng đội bóng đã có mặt từ sớm với mong muốn góp một phần công sức cho Hà Nội sớm trở lại hình ảnh xinh đẹp. Ở Việt Nam mình sẽ phải giúp người Việt Nam, giúp dân Việt Nam và cố gắng để cùng nhau chung tay. Đơn giản chỉ hy vọng là mình có thể giúp nhân dân Hà Nội để dọn dẹp đường và cái vườn xanh như này để nó có thể xanh lại, đẹp lại sau bão Yagi. Dự kiến có khoảng 200 tình nguyện viên nước ngoài sẽ tham gia các hoạt động hỗ trợ dọn dẹp tại các khu vực quanh quận Hoàn Kiếm trong ngày 14 và 15 tháng 9.